Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2020, đến với VATV sáng nay là tin cập nhật về coronavirus và phóng sự lễ dỗ cha Trường Bửu Diệp tại vườn trái cây La Vang được tổ chức trọng thể vào ngày 8 tháng 3 năm 2020. Tại vườn trái cây La Vang năm nay, lễ dỗ cha Francisco Xavi Trương Bửu Diệp được tổ chức trọng thể vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 do cha Châu Nguyễn và cha Phạm Văn Chính đồng tế cùng ca đoàn Cecilia Fort Myers và bà con đồng hương ở các tiểu bang đến tham dự như New Jersey, Pennsylvania, Missouri, Georgia, Tampa, St. Pete, Sarasota, Fort Charlotte, Fort Myers, Cape Coral, Florida. Được biết, năm nay là năm thứ tư dỗ cha Trương Bửu Diệp được tổ chức tại vườn trái cây La Vang. 4 năm trước, vào ngày 15 tháng 2 năm 2016, đền thờ cha Trương Bửu Diệp được khởi công xây cất tại vườn trái cây này. Sau hơn nửa năm làm việc, ngày 5 tháng 9 năm 2016, nơi thờ cha Trương Bửu Diệp tại vườn trái cây được khánh thành. Ngôi đền thờ và tượng cha Trương Bửu Diệp do các linh mục như cha Phạm Văn Chính, Phạm Cao Vũ Nghi, cha Nguyễn Hiền làm phép và đồng tế. Cứ mỗi năm vào thượng tuần tháng 3, lễ dỗ kính nhớ cha Trương Bửu Diệp được ban tổ chức trân trọng mời tất cả bà con đồng hương đến tham dự. Linh mục Francisco Xavi Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại họ Đạo Côn Phước thuộc làng Tấn Đức, nay thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cha ông là ông Mikey Trương Văn Đặng, mẹ là bà Lucia Lê Thị Thanh. Ông được linh mục Giuse sớm rửa tội ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ Đạo Côn Phước và lấy tên thánh là Francisco Xavi. Năm 1904, lúc lên 7 tuổi thì mẹ mất. Cậu bé linh mục theo cha đến Batabang, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Năm 1909, linh mục Ferro Lê Huỳnh Tiền đưa Trương Bửu Diệp vào học đạo tại tiểu chủng viện Cù Lao Diên. Sau đó, thầy Diệp tiếp tục học đạo tại đại chủng viện Nam Vang. Vì thời ấy, các họ đạo trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều trực thuộc giáo phận Nam Vang. Năm 1924, sau thời gian học đạo, thầy Diệp được thụ phong linh mục tại Nam Vang, thời giám mục Valentin Hergott cai quản. Năm 1924 tới năm 1925, linh mục Francisco Xavi Trương Bửu Diệp được bề trên bổ nhiệm làm linh mục phó của họ đạo Hồ Trư, một họ đạo của người Việt sinh sống tại Kendall. Năm 1927 đến năm 1929, linh mục Diệp trở về nước và làm giáo sư tại chủng viện Cù Lao Diên. Tháng 3 năm 1930, ông về nhận nhiệm sở tại họ đạo Tắc Sậy. Trong những năm làm nhiệm vụ tại đây, ông đã liên hệ giúp đỡ để thành lập nhiều họ đạo lân cận như Bà Đốc, Cam Bồ, An Hải, Đầu Xấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Đồng Gò, Rạch Trắng. Năm 1945 đến 1946, chiến tranh loạn lạc khiến nhiều giáo dân phải di tản. Linh mục bề trên là Trần Minh Ký ở Bạc Liêu và cả người Pháp cũng kêu gọi linh mục Trương Bửu Diệp lánh mặt. Khi nào tình hình yên ổn thì trở về họ đạo. Nhưng ông vẫn một mực từ chối và trả lời: "Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Tôi không phải đi đâu hết." Đến nay, thông tin về vụ bắt và giết linh mục Trương Bửu Diệp là không thống nhất. Năm 1969, hài cốt linh mục Francisco Xavi Trương Bửu Diệp được cải táng về trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, là nơi ông mục vụ trong 16 năm, đồng thời là linh mục chánh sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy. Ngày 4 tháng 3 năm 2010, hài cốt của ông lại được cải táng lần nữa, nhưng chỉ cách chỗ cũ khoảng hơn chục mét và cũng ở trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy. Hàng năm, nhất là ngày 11 và ngày 12 tháng 3 dương lịch,
đông đảo người dân từ nhiều nơi đến hành hương và tham quan thánh đường Tắc Xậy và phần mộ của Linh Mục Trương Bửu Diệp. Nhà thờ Tắc Xậy nằm trên quốc lộ 1, thuộc giáo phận Cần Thơ và nằm trên địa bàn của xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nhà thờ có từ lâu đời, nhưng trước đây chỉ là một ngôi nhà thờ bán kiên cố, nhỏ hẹp và lợp tôn. Để nhà thờ và phần mộ Linh Mục Francisco Savi Trương Bửu Diệp được an nghỉ trong khuôn viên tôn nghiêm và khang trang hơn, ngày 24 tháng 2 năm 2004, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới được tổ chức. Về sau, nhờ giáo dân và khách thập phương ủng hộ, nay khu nhà thờ mới đã cơ bản hoàn thành trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông. Có rất nhiều người Việt Nam, không riêng gì người theo đạo Công giáo, tin tưởng tuyệt đối vào sự linh thiêng mầu nhiệm của cha. Họ luôn cầu nguyện cha giúp đỡ cho gia đạo được bình an, cuộc sống may mắn và luôn vượt qua mọi khó khăn. Rất nhiều gia đình có hình của cha, ngay cả trên xe hoặc văn phòng làm việc. Từ năm 2012, cuộc điều tra phong thánh cấp giáo phận cho Linh Mục Trương Bửu Diệp bắt đầu được tiến hành. Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo lý Đức Tin ra tuyên bố Nihil Obstat chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho ông. Mọi người cầu mong Ngài cha Trương Bửu Diệp được phong thánh để cùng nhau đến Vatican chúc tụng Ngài. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân dịp lễ giỗ của cha Trương Bửu Diệp, con là Tuyết Nguyễn ở Florida. Hôm nay chúng con tới đây cũng là nhật ý cầu xin cùng cha ban ơn cho chúng con trong những năm tháng còn lại được sự bình an. Thì có một chị tên là Anna Võ hay là Võ Thị Thu Hà, chị bị ung thư nhiều năm. Hôm nay chúng con mời chị tới để chia sẻ về việc chị đã nhận được ơn của cha. Em đã bị bệnh ung thư rất là lâu. Trong năm 2004 đến 2013 thì em bị rất là nặng. Rồi sau đó một đêm coi như ung thư giai đoạn 4. Rồi sau đó một đêm em bị bệnh rất nặng, lên bệnh viện thì ấu tứng chừng như con đã chết rồi. Nhưng mà con, trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ về cha. Rồi sau đó ở bệnh viện kích ngày thì con có mời tất cả anh chị em của con 5 người đi về Việt Nam để gặp. Và đồng thời hai anh chị bên Việt Nam nữa đi tới nhà thờ Tắc Xậy ở Cha Trương Bửu Diệp để gặp cha, và từ đó con phó thác hết cho cha. Sau khi con về lại bên Mỹ thì dạ, hôm nay là ngày giỗ của cha. Em tới đây là làm chứng cho sự linh thiêng của cha, tại vì em đã được rất nhiều ơn của cha, đặc biệt là sức khỏe và bình an trong gia đình. Em xin cảm ơn. Ban truyền hình chúng ta đừng có quay con nhé, bởi vì lúc này là con nói nhảm. Lễ xong nói nhảm. Trước đây con chưa có được gặp cha chính, nhưng mà đầu lễ con nói là phạt cung chính, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu, bởi vì ngài giảng lời Chúa quá hay của cung bà anh chị em, cho nên là thật là chính đáng chứ không phải là phạt cung chính nữa. Cung bà anh chị em cho ngài một tràng pháo tay coi nào. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp là cung bà anh chị em có nhớ ngài giảng gì không? Có nhớ ngài gì không? Đấy là, vậy là ngày làm buồn ấy, cái là tóm lại chỉ là biến đổi thôi nhé. Con cũng không biết là đại diện cho ai, nhưng mà thôi là được đại diện cho cha chính đi. Để cảm ơn ban tổ chức đã vất vả, rồi tất cả quý bà và anh chị em có chung một niềm tin và có chung một trái tim. Con không cầu chúc gì hết, như có bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta có cái lời. Con muốn nhắn nhủ của chính con, quý bà và anh chị em. Con và quý bà anh chị em đều có chung một mẫu số chung, đó là thánh giá. Những cái khác biệt của người mang thánh giá là mang thánh giá một mình, hoặc là mình mang thánh giá với Chúa. Với Chúa nó khác hẳn. Và kêu gọi con và công bảo và anh chị em nhìn qua tất cả những khổ gian nan và thánh giá đó, đằng sau của đó là
phục sinh, đằng sau của nó là sự sống, đằng sau của nó là ơn cứu độ. Cho nên lời Chúa nói là phải bước qua thánh giá mới có phục sinh, mới có niềm vui và vinh quang. Kính chúc cả con, kính chúc con của quý ông bà và anh chị em luôn luôn nhìn thấy vinh quang, nhìn thấy những ơn lành sau những gian khổ mà chúng ta đi trên hành trình cuộc đời thiêng liêng. Chúng ta hướng về Chúa, hướng về mục đích của đời người, và chúng ta không có lựa chọn đó, chỉ có lựa chọn sống với Chúa, cho Chúa, vì Chúa và hết lòng với Chúa. Xin được cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Có một cái thiếu sót rất lớn là xin thành thật cảm ơn ca đoàn. Ca đoàn hôm nay mặc đồ quá đẹp và hát rất hay, và xin thành thật cảm ơn ca đoàn. Kính thưa quý vị, chương trình VA TV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, Kathy Ireland là một người rất nổi tiếng trong giới truyền thông Hoa Kỳ. Luraco rất vinh hạnh được có mặt trong show Worldwide Business, tức là thương mại toàn cầu của cô. Welcome to the show. I'm Kathy Ireland. Employee wellness is on the minds of forward-thinking managers in all fields. In addition to increasing morale, improved wellness can boost productivity and reduce healthcare costs for businesses. Robin Redeker, International Sales and Marketing Manager at Luraco Technologies, joins us today to talk about encouraging and supporting employee wellness. Welcome, Robin. Thank you, Kathy. I'm so happy to be here. It's a beautiful chair. Oh, thank you so much. Can you tell us more about your massage chair and its most important features? What it's doing right now is it's measuring who's sitting in the chair. In this case, it's Jen. Okay. So it is going through a body scan. So it gives a custom massage to whoever's in the chair. Jen, how's that feel? Oh, it feels amazing. It's very relaxing and effortless. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Canadoodles bảo đảm mức độ tươi ngon, an toàn trong từng sợi bún. Trong tất cả các quy trình làm bún hoàn toàn được dùng bằng nước tinh khiết, cùng máy thủy phân tinh bột với hệ thống ly tâm đã đẩy số lượng lớn đường ra khỏi bột gạo để cho ra những sợi bún, bánh phở dẻo dai trắng tinh, đặc biệt không sử dụng những chất hóa học, cùng với chỉ số Lysimic Index thấp hơn bún khô thông thường. Tất cả những sản phẩm của Canadoodles đều đạt tiêu chuẩn của FDA, gồm 3 loại: bún tươi sợi nhỏ, bún bò tươi sợi lớn và bánh phở tươi. Cơ sở Canadoodles tại 5240 Highway 96, Suite 107, Youngsville, North Carolina 27596. Số điện thoại office 919-324-8053 hay cell phone 919-264-6287. Tin vui thuốc nghệ chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân về nan y. Những ngày hôm nay, bài thuốc nghệ trong uống ngoài thoa, sau khi sổ độc thì rất là nhiều các cái chứng bệnh nan y được hồi phục, nhất là những ai bị những chứng về da mặt mụn, nám, ngứa thì cũng thấy rất là kết quả. Một lần nữa Vân xin cảm ơn và xin kính chúc tất cả mọi người được vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.